hàng chục thanh niên mang theo vũ khí, bom xăng hỗn chiến kinh hoàng. Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 phút tối ngày 28 tháng 6 trên đường MK, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, hai nhóm đối tượng rất đông mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí như dao rựa, bom xăng rượt đuổi, hỗn chiến trên đường MK. Sự việc xảy ra khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, tấp xe vào lề đường ẩn tránh. Nhận được tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành vây bắt các đối tượng. Tại hiện trường, Công an thu giữ rất nhiều dao rựa, bom xăng được các đối tượng bỏ lại trong một nhà dân. Vụ hỗn chiến khiến ít nhất một người bị thương. Bước đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng và hiện đang truy bắt các đối tượng còn lại. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, nên đã mang theo nhiều hung khí để nói chuyện và tạo nên cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. We'll be right back.